Mình chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh của Viết Phú nhá. Thì dạo gần đây do tình hình dịch Covid tái bùng phát lần thứ hai là thứ ba gì đó, rồi cường độ mạnh hơn, số lượng người bị nhiễm corona mỗi ngày rất là nhiều, 2 đến 3 nghìn một ngày, nên việc đi lại quay video cho quý vị anh chị cô chú xem thì nó rất là hạn chế. Tuy nhiên thì dịp này Amazon Nhật Bản đang có cái gì sale sốc Black Friday ấy, nên là em cũng có đặt một số cái hàng trên Amazon. Và hôm nay thì sẽ giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú một mã loa mini Bluetooth Anker. Đây là một cái hãng thương hiệu của Mỹ và sản xuất dành cho thị trường Nhật Bản. Lắp thì tất nhiên đối với những dòng mini giá rẻ này thì sẽ lắp ở một nước thứ ba, thứ đa số là ở Trung Quốc, này có Made in China, và còn lại một số lắp ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Philippines, Malaysia. Thì hiện tại bên này thì đa số là hàng lắp tại Trung Quốc nha quý vị nhé. Thì đây là cái loa của nó, rất là bé thôi, kích thước thì chỉ có khoảng tầm 276 gram, khoảng hai chưa đầy 3 lạng, cả hộp vào nữa thì khoảng tầm hơn 3 lạng một chút, cả dây sạc, cả dây thuyết minh và hộp đi kèm. Thì hôm nay em sẽ khui cái loa này ra để cho thử xem là cái chất lượng của cái sản phẩm này được đánh giá là rất là tốt và được quảng cáo với lượng pin rất là ok. Loa nhỏ nhưng mà cái cường độ âm thanh nó cũng rất là ok. Em sẽ mở ra về test cho quý vị anh chị của chú cùng thưởng thức. Đây quý vị, sau khi mà khui cái loa này ra thì ở đây thì có jack 3.5 để cắm tai nghe này, cắm có thể cắm mic được này. Đây là cổng sạc USB Type-B và đây là khe cắm thẻ nhớ. Và đây là cái nguồn, là cái lẫy để bật nguồn. Đây thì em mua cái con màu hồng gold để về nghe. Còn đây thì là một cái nút để có thể là nghe khi dùng mình dùng mic, có chữ M, cái tắt của chữ M, có chữ M đây, dùng mic. Đấy, tắt bật, nó quay về Bluetooth. Thì em sẽ thử kết nối. Đây có trên cái màng âm thanh ra thì có logo và cái thương hiệu Anker. Phía mặt trước thì có một nút play, một nút tăng giảm âm lượng, và dưới cùng là đèn báo. Đấy, nó rất là gọn nhẹ, rất là đẹp. Em sẽ thử một bản nhạc. Đấy, tiếng thì rất là ok. Mắc âm thanh nó sẽ bảo. Đây thì cái này thì với kích thước thì nhỏ hơn cái hộp Singulare đây quý vị, silicone. Đây nó sẽ bằng 3 phần 4, 4 phần 5 của hộp Singulare silicone. Nặng tầm chưa đầy 300 gram. Thì cái này thì có thể để trong phòng làm việc, để bên cạnh cái máy tính, vừa làm việc vừa nghe nhạc hoặc vừa học tập vừa nghe nhạc thì cũng sẽ rất là hợp lý. Đây phụ kiện đi kèm này, gồm hộp sạc và giấy thuyết minh. Đây là hàng mới 100%. Và là hàng sale Black Friday giảm giá đặc biệt mỗi dịp của Amazon Nhật Bản nha quý vị nhé. Đây là hàng dành cho thị trường Nhật Bản nha quý vị. Và nhiều ở Việt Nam thì có suy nghĩ là cái hàng Made in China là hàng Trung Quốc, là hàng Tàu, nhưng tuy nhiên thì không phải nha quý vị nhé. Có vị nào cầm một iPhone Made in China dám bảo đấy là con hàng của Trung Quốc không? Không có đâu ạ. Thì các cái hàng của Nhật sản xuất tại Trung Quốc hoặc là Việt Nam hay là các nước Đông Á khác thì vẫn là made in của cái nước sản xuất, nhưng mà hàng là hàng của cái nước công nghệ của nước đấy, và là chủ sở hữu là vẫn là của Nhật Bản nha quý vị. Này, dưới này thì có logo các thông số của tên của loa Saocom Mini này. Có mã và tiêu chuẩn EC bảo vệ môi trường, có thứ thân thiện môi trường. Đây thì em xin giới thiệu quý vị anh chị cô chú một cái mẫu loa mini Anker sao 3 sao core mini. Thì đây là một sản phẩm giảm giá sale Black Friday của Nhật, Amazon Nhật Bản. Hiện tại thì các cái nhà hãng Anker đang bán ở Việt Nam với giá con này là 850.000. Nếu quý vị anh chị mua qua Việt Phú thì giá con này về Việt Nam sẽ rơi vào tầm 605.000 nha quý vị nhé. 605.000 là hàng đã về đến Việt Nam, bao gồm thuế phí và nhập cảnh các thứ, công sức mua các thứ rồi nha quý vị nhé.
so với 850.000 ở Việt Nam thì tiết kiệm được hơn 250.000 rồi. Thì đây là một sự lựa chọn cho quý vị anh chị có phòng bé hoặc là để trước bàn làm việc. Xin cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong các video lần sau với những sản phẩm khác.